Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh giới thiệu các thiết bị đo lường đến từ Nhật Bản của công ty thiết bị đo Semiki. Hôm nay Semiki sẽ giới thiệu một cái giải pháp đo lường về thiết bị đo lực, lực căng, lực kéo của các sản phẩm. Và dòng thiết bị hôm nay Semiki muốn giới thiệu đó là dòng EZT. Đây là dòng thiết bị mà rất là nổi tiếng của hãng Imada Nhật Bản và có ứng dụng rất là rộng với các giải pháp đo lường cực kỳ là hiệu quả. Thì tiếp theo Semiki sẽ trình bày sơ bộ về sản phẩm cũng như là hướng dẫn cách sử dụng của sản phẩm. Tiếp theo Semiki sẽ đi vào nội dung chính, đó là dòng sản phẩm thiết bị đo lực của hãng Imada có mã hiệu là EZT. Thì dòng EZT series này là dòng cao cấp nhất của hãng Imada trong cái bộ mà hiển thị lực của họ. Thì ngoại quan của sản phẩm thì sản phẩm được gói trong một cái hộp nhựa. Và bên trái sẽ ghi được thông tin sản phẩm cũng như series number để chúng ta có thể kiểm tra và bảo hành. Thì dòng thiết bị này xuất xứ tại Nhật Bản. Phía bên trong sẽ gồm có một số chứng từ như là manual của sản phẩm, các cái giới thiệu của sản phẩm và đặc biệt đó là kèm theo một cái CD-ROM kèm phần mềm để chúng ta có thể phân tích dữ liệu qua máy tính. Phía bên trong hộp chúng ta sẽ có được cái sản phẩm chính của chúng ta. Thì đây là sản phẩm chính của chúng ta. Đầu tiên Semiki sẽ nói về các phụ kiện của máy. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ được tặng thêm một cái cáp mini USB theo cổng OTG để chúng ta có thể output dữ liệu ra USB máy in hoặc các cái function output khác nhau. Đây là dòng rất là cao cấp bởi vì nó là dòng hiển thị đo lực với tần số quét là khoảng 2000 Hz. Tiếp theo là AC adapter, nguồn điện có thể là 100-220V. Và chúng ta có một cái cổng cáp mini USB cũng có thể là lấy dữ liệu ra máy tính sau khi mà chúng ta cài đặt phần mềm. Và đây là dòng sản phẩm chính của chúng ta, có model là EZT. Thì cái dòng sản phẩm này sẽ không có cái loa cell ở phía trong, mà đây chỉ là bộ hiển thị phân tích lực, ghi nhận lực để chúng ta có thể là nghiên cứu cũng như là output các dữ liệu từ những cái sensor rời. Phía bên phải là cái bộ jack nguồn cắm vào AC adapter. Thì thiết bị có pin trong thì có thể sử dụng trong vòng 6-8 tiếng. Phía dưới chúng ta có cổng mini USB để chúng ta có thể kết nối máy để lấy dữ liệu cũng như phân tích dữ liệu, và cái cổng cáp RS232 để chúng ta có thể output dữ liệu cũng như là control dữ liệu qua những cái cổng lập trình BOC khác, ví dụ như là chúng ta sẽ cảnh báo hoặc là lấy dữ liệu trực tiếp về server. Và cái quan trọng nhất, chúng ta sẽ thấy một cái cổng BNC chính chân. Cổng này chúng ta sẽ kết nối với sensor rời. Tùy vào giải pháp thì chúng ta sẽ kết nối mỗi cái sensor khác nhau, ví dụ đo lực nén, đo lực căng, đo lực đàn hồi chẳng hạn. Tiếp theo Semiki sẽ hướng dẫn sơ bộ về sử dụng dòng sản phẩm EZT này. Thì EZT chỉ là bộ hiển thị cũng như phân tích lực, và dòng cao cấp hơn những dòng ZTA, ZTS có cái sensor rời. Bởi vì sao? EZT này có thể là kết nối được rất là nhiều loại sensor khác nhau với khoảng lực khác nhau, trải dài từ 10 N cho đến 50 kN. Tức là chúng ta có thể test một khoảng lực căng hoặc là lực kéo khoảng cỡ 5 tấn lực. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái dòng sản phẩm này lên. Thì các function của máy thì khi mà mở lên chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ không có kết nối được. Bởi vì sao? Chúng ta chưa có cái sensor chúng ta để vô nên máy báo là phải đặt sensor vô thì máy mới nhận. Chúng ta sẽ tắt đi. Thì Semiki hiện tại hàng về thì Semiki đang cung cấp một cái giải pháp đo lường, đó là đo lực kéo nén của dây cáp của thang máy. Thì khách hàng đã được Semiki tư vấn với cái dòng là sensor rời, đó là SW.
Thì SW này chạy dài từ 5.000 Newton, tức là khoảng 500 kg ép lực. Ngoài ra, khách Semiki còn tư vấn thêm một cái dòng SW3 với khoảng lực là 20 kN, tương ứng với lại là 2 tấn lực. Thì tiếp theo Semiki sẽ hướng dẫn việc kết nối. Thì sensor này rất có nhiều, rất là nhiều loại. Sensor dòng ESW này chính là dòng thiết bị sensor để đo lực nén và lực căng. Thì khách hàng có thể là kết nối sensor với lại là bộ hiển thị EZT, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra được cái lực căng của dây cáp trong thang máy, từ đó chúng ta sẽ nhận định được là cái độ an toàn và độ chịu đựng của dây cáp thang máy. Thì đây là bộ ESW1 với khoảng lực là 5.000 Newton, 500 kg ép lực. Thì đây, chúng ta sẽ có hai bộ là M6, thì chúng ta sẽ kết nối với lại dây cáp và chúng ta test được cái độ bền của sợi dây cáp. Thì tiếp theo chúng ta sẽ kết nối qua cái cổng BNC chính chân này, thì nó sẽ có một cái ngàm mà chúng ta phải để ý cẩn thận. Đây là dòng rất là cao cấp của hãng. Ok, sau khi chúng ta kết nối cái sensor Vassell rời này đối với dòng EZT thì chúng ta sẽ mở nguồn. Khi đó máy sẽ kết nối cái sensor và ghi nhận sensor, đây là ESW1, và chúng ta chỉ cần như vậy và chúng ta có thể test lực. Thì ứng với mỗi giải pháp thì có Imada đã sản xuất những cái dòng sensor với loát cell R như vậy, rất là phù hợp. Đối với dòng ZTA, ZTS thì chúng ta chỉ có thể gắn được một khoảng lực của sensor, ví dụ dòng 5.000 thì chúng ta sẽ mua dòng ZTA, ZTS 5.000 mới kết nối được. Nhưng đối với dòng EZT này chúng ta sẽ gắn rất là nhiều khoảng lực của các loại sensor khác nhau. Chúng ta sẽ test vào độ nhảy rất là cao. Theo mình sẽ thử ráp dòng 20 kN để chúng ta kiểm tra được là dòng EZT này có nhận hay không ha. Vừa rồi Semiki đã trình bày sơ bộ về dòng sản phẩm EZT, bộ hiển thị đo lực và phân tích lực của hãng Imada kèm theo các loát cell rời, loát cell ESW. Thì đây là dòng sản phẩm mà Semiki tư vấn các giải pháp đo lực căng, lực kéo cho rất là nhiều nhà máy điện tử cơ khí và được tin dùng và có độ bền rất là cao, bởi vì body máy cũng như là các function của máy rất là đạt được cái tính hiệu quả cao cũng như là các yêu cầu của nhà máy phù hợp. Thì mọi người có thể vào website là semiki.com để có thể liên hệ các kỹ sư của Semiki để tư vấn những giải pháp đo lực tối ưu và phù hợp nhất đối với từng sản phẩm sản xuất của nhà máy. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.